Xin chào các bạn đang đến với live stream trực tiếp của Thẩm mỹ viện Salon Venus. Hôm nay Thẩm mỹ viện Salon Venus sẽ giới thiệu cho các bạn một dịch vụ, đó chính là nâng mũi slide cấu trúc kết hợp với lại cương mega. Thì đây là sản phẩm của Thẩm mỹ viện vừa làm xong ạ, mời các bạn. Rồi, đối với các bạn nào mà da mũi mỏng nhiều á thì các bạn có thể sử dụng luôn về vấn đề về cân sinh học hoặc là cân tự thân của mình ha, thì lúc đó cái mũi của chúng ta sẽ được đẹp hơn nhiều. Đây là mũi vừa làm xong nha các bạn. Đấy, cam mờ. Rồi các bạn ơi, mình thấy rõ chưa các bạn? Rồi đây là phương pháp nâng mũi slide cấu trúc nha các bạn ha. Đấy, các bạn có thể nhìn ha, đầu mũi rất là cao nhé, và dáng mũi sẽ rất là đẹp. Rồi chúng ta cùng nhìn lại hình trước phẫu thuật của khách hàng các bạn nhé. Đây là hình trước phẫu thuật của khách hàng. Các bạn nhìn trên hình thì các bạn có thể thấy khuyết điểm rõ nhất của khách hàng là da mũi rất là mỏng. Vùng thân sống mũi thật mà da đã lộ lên hết, là các bạn thấy bóng trắng không? Đấy, đấy chính là một dấu hiệu của mũi mỏng các bạn nha. Khuyết điểm thứ hai của khách hàng là lỗ mũi hai bên, khách hàng không có đều nhau và bị khuyết mũi rất là nhiều nè các bạn thấy ha. Cánh mũi xòe rộng, đầu mũi lỗ mũi không có đều nhau ha. Đối với những cái tấm hình nghiêng như thế này, chúng ta sẽ thấy được cái đầu mũi với lại cái thân sống mũi của khách hàng rất là thấp. Đấy, và bị ngắn nữa, đỉnh mũi ngắn rất là nhiều so với cánh mũi nha các bạn. Đấy, trên hình các bạn có thể thấy rõ ha. Nhưng mà đây, sau phẫu thuật xong thì các bạn có thể thấy rõ được cái vấn đề là đỉnh đầu mũi đã dài hơn so với hình trước phẫu thuật nha các bạn. Ở đây là chúng ta đang nằm ở tư thế nằm ha. Ở tư thế ngồi thì các bạn có thể thấy rõ hơn về điều này nữa nhé. Anh em cầm nó làm sao làm chị coi. Mình nhỡm người lên em chút xíu nha chị. Đấy, các bạn có thể thấy rõ ha. Ở tư thế ngồi thì các bạn có thể nhìn thấy rõ đỉnh đầu mũi đã dài hơn so với vùng cánh mũi nè các bạn. Đấy, và dáng mũi rất là đẹp luôn nha các bạn. Đấy, có độ cong lượng tự nhiên nha các bạn. Đấy, và lỗ mũi lúc này nó sẽ được thay đổi nha các bạn. Dáng mũi rất đẹp ha, thay đổi rất là nhiều. Chúng ta cùng so sánh hình nhé. Đây là hình trước phẫu thuật nha các bạn. Rồi, thân sống mũi rất là thấp nha các bạn ha, và đầu mũi ngắn cụp nè. Nhưng sau phẫu thuật, thân sống mũi đã cao hơn so với vùng mắt, đầu mũi dài hơn, các bạn thấy rõ không? Đây, đấy, trước và sau như hai người hoàn toàn khác nhau luôn nha các bạn. Đây là phương pháp nâng mũi S-line cấu trúc nha các bạn ha. Và mình bọc cân mega đối với những khách hàng nào mà chúng ta không muốn sử dụng cân tự thân của chúng ta nhé, hoặc là chúng ta nhát đau quá thì chúng ta sẽ sử dụng cân mega nha các bạn. Rồi, các bạn hoàn toàn yên tâm cho thẩm mỹ viện sử dụng cho các bạn ở thực tế là cân mega ha. Bằng chứng ở đây nè các bạn ha, chúng ta có mã số, có số series nhé. Đây, nó có dịch vụ, có ngày của các bạn hết nhé. Cho nên là các bạn không cần lo lắng. Đối với những nơi khác họ nói là một đằng nhưng mà làm một nẻo ha. Ở thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus luôn đặt sự uy tín lên hàng đầu nha các bạn. Rồi, chi phí cho mũi này là đang khuyến mãi chỉ còn 30 triệu cho mũi mới nha các bạn ha. Nếu chúng ta bọc thêm cân nữa, chi phí tổng hết sẽ là 40 triệu nha các bạn, là đang khuyến mãi cho gói 54 triệu nha các bạn. 54 triệu đang khuyến mãi, còn 40 triệu cho phương pháp S-line cấu trúc bọc cân nha các bạn.
Và bạn Lê Phương gọi cánh mũi là 6 triệu nha bạn. Rồi các bạn ơi, cái vùng chỉ ở đây là chúng ta sau 3 ngày sẽ cắt đi ha. Ở đầu mũi cũng vậy và ở thân sống mũi cũng vậy. Chỉ cần sau 3 ngày thôi nha các bạn. Do là chỗ này là lúc nãy bôi chưa có hết cái đường vẽ của bác sĩ á, cho nên nó hơi hằn chút xíu. Nhưng mà sau khi ổn định xong là sẽ không còn nữa nha các bạn. Nhãn mũi rất là đẹp. Xong rồi đó xinh. Thời gian phẫu thuật chỉ mất khoảng 60 đến 90 phút nha các bạn. Tùy vào phương pháp nào của các bạn nào mình lựa chọn ha. Giao thời gian thì sẽ dao động. Cho chị xem gương đi em. Rồi, có bạn nào mình có thắc mắc thì mình hãy hỏi ngay thẩm mỹ viện nha các bạn. Rồi mình xin nhắc lại ha, dịch vụ nâng mũi X-Line cấu trúc tại thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus hiện tại đang được khuyến mãi từ 44 triệu, hiện tại đang khuyến mại chỉ còn giá 30 triệu thôi. Còn đối với bạn nào da mỏng cần thiết phải sử dụng cân cơ thái dương thì chúng ta sẽ sử dụng thêm về vấn đề bọc cân tự thân là cân thái dương hoặc là cân sinh học là cân mega thì đều đồng giá là cộng thêm phí dịch vụ là 10 triệu là đang khuyến mại cho gói 18 triệu nha các bạn. Vậy thì tổng phí dịch vụ chúng ta chỉ còn có 40 triệu thôi cho nâng mũi X-Line cấu trúc sử dụng sụn vách ngăn tự thân kết hợp với lại bọc vùng cân ở vùng thân sống mũi, nó sẽ giúp cho dáng mũi chúng ta có độ cao đẹp tự nhiên phù hợp với lại mỗi gương mặt của từng khách hàng. Chào bạn Lâm Nguyễn Như Ngọc, em chỉ muốn sửa đầu mũi dài hơn thì sao ạ? Sửa đầu mũi thì có được không à? Có nghĩa là em không muốn sửa thân sống mà em chỉ muốn sửa đầu mũi thôi hả? Nghĩa là chỉ muốn sửa cái vùng đầu thôi chứ không muốn sửa vùng thân đúng không? Nếu mà em chỉ muốn sửa vùng đầu mũi mà không muốn sửa vùng thân sống á thì cái mũi sẽ không được đẹp nha. Tại vì nó phải có một cái đường liền lạc hết xuống thì nó mới đẹp được. Còn nếu mà nó không có đường liền lạc như vậy á thì cái mũi của em nhìn nó sẽ hơi bị không có đẹp á. Cho nên là mình có, cho dù muốn dù không, mình cũng nên đặt nhẹ một cái lớp sóng ở trên vùng thân sống ha. Thì như vậy thì nó sẽ đẹp nhiều nhất cho em nhé. Rồi, còn nếu mà mình cánh mình to nhiều, mình muốn cuộn cánh mũi á thì mình có thể là mình xử lý bằng phương pháp là cắt cánh hoặc là cuộn cánh ha, làm gọn cánh mũi hơn, như vậy gương mặt của chúng ta sẽ cân đối và hài hòa hơn nha em. Tại vì trong phòng vô khuẩn cho nên chị không thể tháo khẩu trang ra được, cho nên là các bạn mình có thắc mắc gì thì mình cứ liên hệ ngay cho thẩm mỹ viện nha. Lát nữa đây thẩm mỹ viện sẽ cho các bạn xem hình ảnh thực tế trước và sau phẫu thuật của khách hàng vừa rồi nha các bạn. À, em sợ sửa sống mũi nhìn không tự nhiên hả? Rất là tự nhiên luôn em. Hồi nãy em mới vừa coi hình khách hàng sửa mũi cấu trúc đấy. Tuy là khách hàng sửa cấu trúc nhưng mà dáng mũi em thấy đó rất là tự nhiên và hài hòa, đẹp hơn nhưng vẫn tự nhiên và hài hòa với gương mặt, không hề bị kịch cỏm ha. Cho nên là em như Ngọc ơi, mình cứ tự tin lên, mình sửa mũi thế nào nó cũng sẽ đẹp hơn là nếu mà em chỉ muốn sửa đầu mũi mà không đặt sóng đấy em ạ. Đó là kinh nghiệm đó. Rồi, tại thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus chúng ta ngoài dịch vụ nâng mũi ra thì còn có những dịch vụ như là làm mắt nè, làm ngực nè, hút mỡ nữa. Đấy, thì tất cả các bạn luôn mình có nhu cầu sửa mũi gì hoặc là nâng mũi, các bạn cứ hãy liên hệ ngay cho thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus luôn nhé. Rồi, bây giờ là khách hàng của chúng ta đã được chuyển ở phòng hồi sức rồi các bạn có thể thấy khách hàng đi rất là tự nhiên luôn ha. Cho nên là sau khi mình phẫu thuật xong á, thì các bạn cứ an tâm là chúng ta sẽ về ngay trong ngày luôn mà không có cần phải nghỉ ngơi nhiều nhé. Và tùy vào phương pháp làm thì thẩm mỹ viện sẽ hướng dẫn cho các bạn cái chế độ nghỉ ngơi cũng như là cần phải quay lại thẩm mỹ viện bao nhiêu lần nha các bạn. Rồi, hiện tại thẩm mỹ viện đã ghép xong hai tấm hình trước và sau phẫu thuật của khách hàng rồi, thì mời các bạn hãy đón xem qua hình ảnh này để chúng ta thấy được cái sự tự nhiên của dáng mũi cấu trúc cũng như là thấy được cái sự thay đổi nhiều của phương án X-Line nâng mũi cấu trúc nha các bạn. Rồi, các bạn nhìn trên hình ha, nó chỉ thay đổi nhiều nhất cho chúng ta ở vấn đề đầu mũi nè và vùng thân sống mũi thôi. Dáng mũi như thế này vẫn rất là tự nhiên nha, không có bị kệch cỏm gì đâu nha các bạn.
Đấy, hầu hết là chúng ta có cái đầu mũi ngắn thì gương mặt của chúng ta sẽ không được sang ha. Nhưng mà khi mà đầu mũi chúng ta dài hơn thì gương mặt sẽ sang hơn và đẹp hơn rất là nhiều nha các bạn. Đối với phương pháp nâng mũi cấu trúc thì chúng ta sẽ mất khoảng 90 đến 120 phút nha các bạn. Còn đối với lại những cái phương pháp nhẹ hơn như là ép lên sụn thì thời gian phẫu thuật nó sẽ ngắn hơn, tầm khoảng 60 đến 90 phút nhé. Cho hỏi đã từng sửa mũi rồi hả bạn, giờ mình sửa lại liền có được hay không? Thì thẩm mỹ viện xin trả lời bạn như sau nha. Mình thẩm mỹ viện sẽ sửa lại cho bạn được nếu mũi của bạn bình thường, không có dấu hiệu viêm nhiễm nhé. Và đây là hình ảnh sau phẫu thuật giữa hai tấm hình, bên trái là trước và bên phải là sau nha các bạn. Các bạn có thể thấy rõ về vấn đề cánh mũi và đầu mũi nè các bạn. Thay đổi rất là nhiều ha các bạn. Khách hàng của chúng ta có đặc điểm là cái vùng trụ mũi và cánh mũi á. Trên này các bạn thấy da rất là mỏng cho nên bị ngấn luôn nè. Ngấn cái sụn tự thân ra luôn. Cho nên khi mà phẫu thuật xong bác sĩ đặt cái sụn ở đây các bạn thấy đỡ ngấn hoàn toàn luôn nè. Thấy không? Cái đường viền của đầu mũi và cánh mũi nó vuông vức hơn rất là nhiều luôn nha các bạn. Cái vấn đề thứ hai nữa là cánh mũi khách hàng bị xòe rất là rộng nè các bạn thấy ha. Thì khi mà chúng ta phẫu thuật nâng mũi cấu trúc thì cái lỗ mũi chúng ta sẽ được dựng đứng lên theo hình hạt chanh như thế này. Và chúng ta phẫu thuật ở đường chân trụ mũi như thế này ha. Chúng ta sẽ cắt chỉ sau 10 ngày là vết thương nó sẽ liền luôn, không thấy cái đường sẹo nữa nha các bạn. Chào bạn Lê Như nha. Thu cánh mũi thì chi phí của nó sẽ là 6 triệu nha bạn. Còn mình xin nói lại ha, mũi của bạn sửa rồi nếu mà bình thường không có dấu hiệu viêm nhiễm thì chúng ta có thể là sửa được ngay trong ngày và về luôn, không cần phải nghỉ ngơi lại. Còn nếu mà có dấu hiệu gì đó thì thẩm mỹ viện sẽ cho bạn nghỉ ngơi lại tại thẩm mỹ viện ha, từ 1 đến 2 ngày để cho giúp cho chúng ta ổn định hơn và chúng ta về nhà sẽ cảm thấy là thoải mái hơn nha các bạn. Chào chị Ánh Thư, mắt chị sụp mí thì cắt mí hết bao nhiêu tiền vậy em? Rồi chị Thư ơi, mắt chị sụp mí á, thì khi mà chị cắt mí á, thì nó sẽ phụ thuộc vào mắt chị có mở mắt hay không và có da trùng hay không. Em ví dụ như mắt em hồi trước đây nó có mí nhỏ thôi à, thì khi mà em tạo mí lên em không lấy mở mắt thì chúng em chỉ cần làm dịch vụ là bấm mí thôi thì mắt em đã được như vậy là sau thời gian là 3 năm rồi chị. Còn nếu mà mắt của chị mà có mở mắt á thì chị có thể sử dụng bằng phương pháp là cắt mắt mili để lấy mỡ ha, hoặc chị cũng có thể sử dụng phương pháp total nếu mắt chị đã có da trùng rồi chị nhé. Đấy, nó có nhiều phương pháp làm thì giá của nó sẽ dao động từ khoảng 6 triệu đến 12 triệu cho mắt mới chưa từng sửa qua lần nào nha chị Ánh Thư. Vậy thì chị còn chờ đợi gì nữa, chị hãy chụp hình cho bên em và inbox ngay cho kênh fanpage của em đi chị, thì bên em sẽ dựa vào tình trạng hiện tại của chị, bên em sẽ báo cho chị biết về cái dịch vụ làm cũng như chi phí của nó đang khuyến mãi đó chị ạ. Rồi chị, mình lưu ý giùm em, mình chụp hình nó mình là chụp cam thường ha, và mình đừng có chỉnh sửa hình ảnh gì hết nha chị, và mình chụp thẳng như thế này, nhìn thẳng vào ống kính luôn để cho bên em có thể thấy rõ được và tư vấn được chính xác cho chị hơn, chị tỉnh thương nhé. Cảm ơn chị ạ. Tại thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus hiện tại đang có những dịch vụ rất là tiên tiến như là nâng mũi, S-line cấu trúc sụn sườn. Các bạn có thể xem qua những hình ảnh sụn sườn tại fanpage của bác sĩ Huy nha các bạn. Tên là bác sĩ Huy nhé. Hoặc các bạn cũng có thể xem qua những hình ảnh trên trang fanpage này cũng có nha các bạn, là nâng mũi là sụn sườn nhé. Thì cái S-line sụn sườn ở đây á, thì nó sẽ giúp cho cái mũi của chúng ta có độ cong và độ tự nhiên rất là hoàn hảo luôn, còn đẹp hơn cả cái mũi cấu trúc vừa rồi chúng ta đang nhìn nữa nha các bạn. Rồi chào Minh Tuệ, em muốn sửa mũi và mắt luôn, vậy thì em chụp hình gửi qua thẩm mỹ viện sẽ tư vấn luôn cho em nhé. Giá dịch vụ mũi và mắt tại thẩm mỹ viện có rất là nhiều giá nha em. Còn một dịch vụ mà thẩm mỹ viện đang muốn hướng đến nha các bạn, đó là dịch vụ hút mỡ Body Z Evo tại thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus với chi phí cực kỳ ưu đãi, chỉ dao động từ 11 triệu cho đến 20 triệu trên một vùng mỡ thôi. Thì các bạn bụng nhỏ thì giá thấp mà bụng lớn thì giá cao hơn chút xíu ha, chúng ta hút càng nhiều thì chi phí sẽ càng tiết kiệm đấy. Thì bạn nào mình có nhu cầu thì các bạn cứ hãy chụp hình và gửi ngay cho thẩm mỹ viện sẽ báo giá cho các bạn biết.
và mời các bạn đến trực tiếp thẩm mỹ viện để được tư vấn và thăm khám trực tiếp bác sĩ để có thể hiểu được hơn về cái phương pháp làm cũng như là cái hiệu quả mà phương pháp sẽ mang đến cho các bạn nhé. Chào Lê Như, sửa cho đầu mũi dài ra và thu cánh mũi. Mũi đã từng sửa vậy hết giá bao nhiêu? Thì ở đây tùy như ạ, em đã sửa phương pháp gì? Nếu em sửa phương pháp sụn thì chi phí nó sẽ khác, còn nếu em sửa phương pháp cấu trúc thì giá của nó cũng sẽ khác. Cho nên là em báo đầy đủ cho thẩm mỹ viện biết là mũi em đã từng sửa qua phương pháp gì và sửa thời gian là bao lâu rồi, và tình trạng hiện tại của mũi em nó chưa ưng ý ở chỗ nào đấy, và em nên kiểm tra da mũi của mình là có đủ nữa hay không, hoặc có thể lên trực tiếp thẩm mỹ viện để kiểm tra da mũi coi có sự đàn hồi để mình có thể làm dài đầu mũi được nữa hay không. Còn cuộn cánh thì hồi nãy thẩm mỹ viện mới vừa báo cho mình ha, là phí 6 triệu nhé. Còn cái phương pháp làm thì nó sẽ thay đổi theo dịch vụ làm của mình. Ví dụ như mình làm mũi cấu trúc sửa lại thì giá nó khác, mà cấu trúc sụn sườn nó giá nó khác, mà bán cấu trúc cũng khác nữa ha. Phương Nhi ơi, mũi của mình sửa là mình có thể gây tê, cũng có thể gây mê, tùy vào tình trạng sức khỏe của em. Nếu mà mình sửa mũi mà phải gây mê ấy, thì mình nên làm mũi là sụn sườn. Mình gây mê thì nó sẽ làm đẹp luôn cái mũi của mình nhé. Tại vì phương pháp này mũi nặng, mũi lâu cho nên bắt buộc là phải gây mê em nhé. Còn nếu mà mũi của mình á mà chỉ làm vừa phải, cao tự nhiên giống như khách hàng vừa rồi, là khách hàng làm cấu trúc luôn nhưng vẫn gây tê được nha em. Vẫn khỏe luôn, làm xong là ra về bình thường luôn, không hề có vấn đề gì cả. Mũi cấu trúc hay mũi sụn tốt hơn? Bây giờ cái mũi nào nó cũng tốt hết nha bạn Thùy Trang. Nhưng mà hỏi về vấn đề mũi nào đẹp hơn, là mũi cấu trúc nó sẽ đẹp hơn so với mũi sụn. Mà theo cái xu hướng về cái vấn đề cái chiều cao với độ dài của mũi theo năm 2018 mà chuyển qua 2019 này á,